sau 4 năm gián đoạn, Đại hội Thể thao Liên hiệp các trường quốc tế Úc, gọi tắt là AISA Games 2023, dành cho học sinh 5 nước và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, chính thức quay trở lại. Việt Nam, cụ thể là trường AIS tại thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị đăng cai giải đấu, đã tổ chức lễ khai mạc, đậm tinh thần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng ta biết rằng Australia là quốc gia yêu thể thao, yêu việc xem thể thao, thích chơi thể thao, cạnh tranh với các nước trong các trận đấu và cũng rất tự hào về tinh thần fair play của mình. Và tôi chắc chắn rằng các em sẽ đem tinh thần fair play này vào các trận đấu. Chúc các em may mắn và quan trọng hơn là chúc các em có khoảng thời gian đáng nhớ, kết giao bạn bè và có những kỷ niệm đẹp tại Việt Nam. Diễn ra trong 3 ngày, AISA Games quy tụ hơn 300 vận động viên là học sinh mang nhiều quốc tịch khác nhau, đang theo học tại các trường quốc tế Úc thuộc 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và chủ nhà Việt Nam. Đây là các em học sinh ưu tú của đội tuyển thể thao trường, từng đạt được nhiều thành tích ở các môn bóng đá, bóng rổ, bóng lưới, bơi lội và bóng bầu dục. Một nền giáo dục toàn diện phải tạo được sự cân bằng bền vững cho học sinh, để sau này các em có thể đứng vững trên đôi chân của mình, đương đầu với thế giới đầy thử thách. Ngoài học thuật, các em còn phải được phát triển tối ưu về nghệ thuật và cả thể thao nữa. Học sinh trường chúng tôi thi đấu thể thao hàng tuần, nhưng đây là cơ hội rất lớn để các em đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ, giao lưu, tranh tài. Các em sẽ được quan sát, học được nhiều thứ khi tiếp xúc, cạnh tranh và có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè, thầy cô ở khắp mọi nơi. Tìm hiểu về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc như Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây là cách mà mọi người chuẩn bị cho giải đấu, sự thân thiện và chào đón nhiệt tình của các bạn Việt Nam. Không khí náo nhiệt và sôi động làm em cảm thấy rất háo hức và sẵn sàng bước vào sân. Việc chơi thể thao đã gắn bó với em từ rất nhỏ. Em học được cách bước ra sân, thi đấu với tinh thần thế nào, cạnh tranh ra sao, vì các trận đấu không hề dễ dàng. Nhưng đó là điều quan trọng để chúng em xây dựng đội nhóm tốt hơn, có tinh thần bản lĩnh và kết nối với các bạn bè ở cả các đội khác nữa. Em rất thích chơi bóng đá. Nó giúp em có thể làm việc với mọi người và thể hiện được cái tôi của mình. Còn rất vui nữa và thật tốt cho sức khỏe. Ba mẹ em hoàn toàn ủng hộ việc con gái mình tập luyện vì mang đến sức khỏe tốt chứ không lo ngại gì khi con gái chơi bóng đá cả. Không chỉ có bóng đá, mà tại các môn thể thao còn lại như bơi lội, bóng lưới, bóng rổ và bóng bầu dục, không khí sôi động lan tỏa khắp mọi nơi, như tiếp thêm động lực và sức mạnh tinh thần cho các vận động viên trẻ tuổi thi đấu hết mình. Thật tuyệt vời. Em thích môi trường ở đây dành cho nhiều độ tuổi khác nhau và cũng rất là phấn khích khi được tham gia. Thời tiết ở đây có vẻ mát mẻ hơn là Singapore và em thấy mọi thứ đều ổn. Năm nay, mức độ cạnh tranh giữa các vận động viên rất quyết liệt vì sau 4 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, các trường đều có quá trình tập luyện lâu dài và chuẩn bị rất kỹ lưỡng về lực lượng. Chất lượng chuyên môn tại AISA Games cũng luôn không ngừng nâng cao qua các năm. Dù các môn thể thao thi đấu cùng lúc, nhưng tại sân nào cũng chật cứng khán giả, không thiếu những tiếng vỗ tay cổ vũ cho các vận động viên đến từ tất cả các trường. Từ sự chu đáo trong công tác tổ chức đến sự cống hiến hết mình của các vận động viên đã mang đến 3 ngày thi đấu vô cùng sôi động cho giải năm nay. Thông qua đại hội, thông điệp về những phẩm chất mà nhà trường luôn chú trọng trong chương trình dạy thể thao cho học sinh được lan tỏa một cách mạnh mẽ. Đó là tình bạn, tinh thần đồng đội, không ngừng chinh phục và hãy nuôi dưỡng thái độ tích cực trước những khó khăn.